hư đồ hết rồi các bạn. Nước ngọt nhăn tùm tùm với đại gia đình. Hello, cần xin mến chào cả nhà gia đình yêu nha. Nay 8 tây tháng 1 cả nhà ơi, giống như lời hứa, cần xin chở mấy anh hay là ai xuống cần trải nghiệm cần đi chở thôi, cần chở hết. Chứ nay thì cần giả đú chứ cần đi câu tôm nè, dẫn mấy anh đi câu tôm nè cả nhà. Bốn anh nè. Bốn năm anh lần đây được. Thì đạt nay đặt mua hai cái đồng hồ đây là nơi tặng cho cận cái. Là vậy thì thí dụ giờ tại vì đạt với cận còn đi làm á đại gia đình. Thì lúc đi quay á thì chế độ máy bay không à, rồi người ta điện cận với đạt không có được. Rồi cái người ta bỏ. Thì giờ thí dụ đi quay vậy rồi cái điện thoại thì đạt chỉ cần bắt cái chế độ rung á cả nhà. Rồi cái bỏ điện thoại trong vỏ rồi để với cái hầm chiếc ghe á. Giờ phải mua hai cái đồng hồ này thấy để nó báo lên nó rung rung để biết người ta điện cho mình chút mình điện lại chứ không gì hết trơn á. Thôi thì lưu bình con cái dừng lễ con cái nha đại gia đình. Bây giờ thì trước khi đi thì đạt với cần ghé ở đây thì mình dở đủ rồi có cá có món nè có cá có tôm gì không để mình làm món này món kia mình ăn. Rồi xong chút nữa mình đi câu nữa. Bữa nay đi câu hướng nào cần? Nay mình đi Mỹ Thuận cả nhà ơi, đây đi xuống tuốt với Mỹ Thuận câu á. Ngay đạt chỉ cần xuống khúc cầu Mỹ Thuận nha cả nhà. Thì trên đường đi có cảnh đẹp của quê hương gì đó đạt chỉ cần sẽ quay cho đại gia đình mình xem. Rồi món ăn gì đó thì để chút để mấy anh này cũng biết nấu nướng ngon lắm cả nhà. Mấy anh nói mấy anh làm mua đồ theo nấu nhiều lắm. Rồi bây giờ thôi hai anh em mấy anh em đi dở đú nha cả nhà. Đi. Thằng đi dở đú. Cả nhà ơi. Không biết nó có hay không đi đâu. Cũng hơi hên xui nha. Không có là mấy anh coi như là nhịn đói. Rồi đi chợ ăn. Đú này không gài 2 3 ngày nay rồi, bạn chưa dở. Bữa nay không có cá nữa là rồi luôn cả nhà, mấy anh em thất vọng luôn. Mà ổng gại rồi chắc có. Ê có Đạt ơi. Nó ghì dây nè. Có. Hả? Có. Mày không xuống hả? Không, khỏi không. Mình ở trên ruộng hả, cái này nước cạn. Nước lớn mình không. Ê có tôm nè. Điêu hồng cái gì á? Có tôm, có cá điêu hồng nữa. Ổng gại mấy ngày rồi không có dở. Trời ơi, nghiêng qua đây chút xíu là đạt. Có cái lăng đu đỏ nữa vậy nè. Có cái lăng đu đỏ nữa. Ê. Mẻ bạn ơi, mẻ nha. Con mẻ này cái lăng con mẻ nha. Mẻ hả? Con mẻ ngon lắm nha. Có mẻ không? Anh có đem bịch con mẻ ra không? Quá trời. Được lắm, được lắm. Cá chê. Lũ nó nãy. Hả thừa cái chê. Quá trời tôm luôn nãy rồi. Lâu dục cái sao nó lâu dục cái sao. Quá trời tôm luôn rồi. Trắng cái gì vậy? Chơi trắng với tôm. Trắng. Ồ, cái trắng nó cũng mẻ là không gì bằng luôn. Hai cá hường luôn. Quá trời tôm luôn rồi. Vô bánh. Ai da. Mấy anh chiếc này về có lý rồi. Có lý rồi. Có lý rồi. Thánh Thiện ơi, gần 1 kg tôm. Tôm luôn ơi. Cả nhà uống cá lăng này phải đu đỏ không? Đu đỏ đâu đó nhưng mà nhỏ. Nè. Chút đại ra đó đi. Dạ này. Quá trời vô mảnh rồi. Mấy ngày rồi. Trời ơi tôm. Cá. Thôi con này chết rồi nè. Nhỏ chết rồi. Ai da. Nước. Dạ chị Phi. Rồi cái càng nó dính kìa. Hả? Càng con bự. Đây nè. Càng này gãy hết càng rồi nè. Như đây cũng đủ mồi. Hai con cá điều hồng đại gia đình ơi, một con cá chê, ba con cá điều hồng nhỏ, đủ rồi chơi rồi đó. Đủ rồi chứ mình anh em còn đi câu nữa mà. Đi câu nữa quá trời luôn, hổm gậy mấy ngày rồi, 2-3 ngày cái đú vậy nó đóng gông dữ lắm. Này có anh Lưu với anh Giang
xuống chơi này đại gia đình. Mấy anh chở can rượu này chắc 5 lít quá. Anh nói còn thiếu nữa. Có xài nữa nha cả nhà, có xài nữa nè. Gọt lưới để đâu? Gọt lưới. Biết cơm mẻ nữa nè cả nhà. Hôm trước mấy anh nào cũng nấu ăn ngon cho nha đại gia đình. Chúc mấy anh nấu món gì thì đạt với cần, chủ yếu là kiếm cá thôi. Để cái phần đầu bếp để mấy ảnh nha. Phải nè, không chậm. Đó, đó. Giờ đạt với cần với mấy anh đi lên hướng cầu Mỹ Thân 1, Mỹ Thân 2 cả nhà ơi. Nấu nước trà uống đây giờ. Lấy cây gì vậy? Chứ vừa quên ông nội lưu để lại ông khiêu đi luôn á, ông nội để lại không cho ba đó, ba truyền lại cho con đó, để lại cho ba con đi lại cho anh luôn cha, ông truyền lại rồi đó, đem theo cái bình luôn đó kìa anh luôn à. Anh đu anh đi này, đem theo bình luôn hồn vía cũng 5 lít hay gì đó, 5 lít đủ chừng nào á. Đi cầu tôm cầu cá nghe cả nhà, với đạt tặng cho cần cái đồng hồ nè để đeo, giờ cần đang ở sông Mê Công gần Mỹ Thuận nghe cả nhà, nếu như mà đây từ đây xuống Mỹ Thuận chắc có khoảng 6 cây số nữa, tới 5 cây mấy 6 cây nữa, cái này đeo rồi nó có báo luôn hả đạt. Thì mình bắt cái độ rung đó mình cất ở dưới rồi mình biết á, mình biết người ta điện mình, giúp mình điện lại mình đi làm chứ không gì. Đồng hồ này đẹp nè, này mình đắp vô gì sao đây? Thì nó có dây nè, cần mà mở cái này cần, lấy cái này đẹp á. Thích dây nào? Dây nào cũng được. Dây đó đi. Dây đó đi. Dây này phải không? Ừ. Dây da bò đó. Ừ, dây da nè. Màu này đẹp. Cái này nó có cái chốt nè cần, thấy không? Ừ. Rồi ông ghim một bên rồi ông đẩy nó vô là nó vô hả? Ủa cái này. Hả? Này mình rút ra ta. Rút ra. Không, tôi cũng không biết cái này nữa, tôi ra để điện thoại tôi kêu ta làm cho tôi. Mốt ông lặn chứ cái ông lâu lên cái tôi điện cho ông. cái này đẹp rồi Đạt ơi. Ừ. Bữa nào ông xuống dưới lâu lâu cái điện cần ơi lên cần ơi. Cái nó báo. Là vậy đó. Ủa rồi giờ mình coi sao Đạt ở đây hả? Để kết nối với cái điện thoại là nó điện thoại nhiều giờ là nó ấy chưa hả? Để chút tôi làm cho. Rồi. Giờ anh em mình câu nha. Chỉ tiếng Anh không nè. Ừ. Có tiếng Việt mà. Có tiếng Việt không? Không có tiếng Việt thì sang đây lướt thôi. Tôi đọc tiếng Việt không xong nữa, tiếng Anh sao tiếng Việt biết à, được. Tiếng Việt à. Rồi có. Ok. Cả nhà ơi, đây cần
con tôm với giãn giãn mấy manh đây này, chứ cần có cá nha. Phải có cá thì có cá, có tôm đi. Bắt tôm. Nè, em móc cho anh cần nè. Hồi tôm ăn là tự nó búng liệt chứ mà dở lần là dính đã lắm. Phê dự dữ dằn. Kìa anh ai dính được kìa. Tấn An hả? Tôm á gì anh Dũng? Còn con đó bự à, con đó bự đó. Lý à. Trời ơi. Nhỏ được. Thôi mà con. Con nó chấm bùa tạc được rồi. Mấy anh làm món mới vậy, chấm bồ tạc tôm sống đó vậy. Càng chị chưa ăn món đó. Dạ. Được. Anh muốn ra sao? Ngồi đây câu cũng ngon đó. Đi ra sao đi. Muốn đâu được hết. Em có làm gì, có đem theo mùa tạc nè, mấy anh chế biến cái món gì của anh đó lại đi đình. Thì chút thì món gì thì đây đình sẽ biết nha. Tôm nó muốn bật này dở lên lượm á. Đúng rồi anh, nó búng xong rồi cái nó liệt liệt đi canh dở lên nè. Đúng rồi, dây là biết liền. Dạ. Rồi anh đi. Nó làm xuống cột tôm con cá vậy. Mình ca tặng anh em bán ha. Hả? Ca tặng anh em bán ha. Anh kêu ca tặng anh bài. Anh hát khúc thôi nha. Hát bài là lỡ hẹn dùm Lam. Các khúc để bắt tôm bắt cá nữa chứ. Dạ. Mấy chiều bờn lợn soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông Lam một dài xanh như ngọc, vời vời mất ai buồn tái tê. Xa xa mây phù non hồng lĩnh, đa vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dâng thương vương sóng nước, đò đây đò phải sáng sông. Đến duyên em đi lấy chồng, đôi mắt người thương nghiêng vẫn non. Sân hờn chi nữa bên sông buồn, anh nò ngò lời em trả lời sớm hôm. Vì hoa đến thì hoa phải nở, em xuống bên đò em về bên mới. Nước mắt nhạt nhò theo mái treo buồn. Hết đạt rồi. Vỗ tay ní, vỗ tay ní. Để tớ vô. Ủa gì dính đâu anh Lu? Dính rồi kìa. Ê, từ từ, đừng có nhịp quá. Để em gỡ cho. Vui lắm nha đại gia đình thân thương. Đại gia đình thân thương có xuống đó. Đạt với Cần đi, rồi Đạt với Cần sẽ dẫn đại gia đình thân thương mình mà đi chơi nha đại gia đình. Nó cần đó. Mà nó giật mới được. Tạm ní, dở lên ní. Đó. Rồi mắc gốc ha, rồi. Không phải, quấn vô. Trong thời gian đợi cá tôm gọt ít trái xài ăn đại gia đình thôi. Rồi. Cài chắc cài thái quá anh. Đề lon. Đề lon cài kịch đeo. Đeo ở chàng ở này ngon nè, già lắm rồi. Già tới già luôn rồi. Già lắm. Nước hiếm lắm nha. Nhóc ở nơi nhiều lắm, em có mấy lu thùng đó. Okay. Dũng ghé làm ly đi anh Dũng. Hiếm. Anh tắt chặt. Anh tắt đi. Thèm quá, quá ngon. Ngon. Ớt ngon. Thèm tới rồi. Ớt ngon chứ phải xài ngon ha. Dạ, ngon có xài nó ngon dữ nữa. Mua thêm mớ bánh nghe nhờ. Giờ mấy anh em làm bánh chị trước đi, rồi ngồi. Ủa, mình này, làm. Cái này bánh gì? Bánh gì? Bánh gì? Bèo gì quá. Này bánh bèo. Ủa sao lạ quá ta? Cái kiểu bánh bò mà đổ. Cái này là bánh bò này em biết. Bánh bò nè, này bánh bò. Nó cũng bột bánh bò luôn. Cái này bánh bò giống như mà đường thốt nốt quá, phải không? Này giống cái bánh bèo nè, mà sao nó mà vàng. Bánh nhỏ nè. Cái hình như bánh bèo nó màu xanh phải không anh? Nó màu xanh ha, màu gì cũng quên. Trắng. Trắng hả? Trắng. Yêu thích màu vàng, màu xanh gì tao bỏ nó dưới. Dạ. Rồi có nước cốt đây. Được chưa?
Rồi, lấy cây ca. Là cánh gũ nè. Đá không anh? Thử gũ ra tay không lắm thầm. Yên tâm thiệt. Kiếm mấy ca mới được, kiếm mấy ca mới được. Miền Tây quê ta. Cái ca nước hả? Ca sau lưng anh kìa anh. Thôi uống nước rồi gần sao? Anh múc. Em góp của anh múc vô liền nha. Đừng cho đổ uổng lắm. Tôi chảy nước miếng rồi đó. Hả? Nó nhiều mà làm nhiều, cái này chú hột hả hả anh? Cưng ít quá anh múc, cái này múc nó đâu được. Vậy vậy đây đây, đây chút nữa đi. Đánh cái tới cái dòng xanh xanh đó. Rồi ok đó. Bỏ gáo nhỏ ra nha. Gùng quá cần rồi. Gùng rồi chứ. Thiếu thiệt á. Thiếu rồi. Đó, anh gùng thiệt rồi đó, gùng thiệt phải vậy. Trời ơi. À, nè, nè, thêm cái ly kia cho anh. Đây, rồi đây em. Lấy em ly này cho. Anh gung hơn em không? Em cũng giữ nóng mà. Rồi vô dứt đó. Nó bự rồi lóc lưng chút. Rồi gung tép. Có ly có ly. Con nào cũng có ly chứ. Bồ Bồ Tát anh. Bồ Tát Bồ Tát. Con này trên Bồ Tát. Nè, nè. Tôm nhỏ nè. Khai pháo nè anh ơi. Khai pháo à. Mấy hạ mấy ông anh này ông nói tôm nhỏ này Bồ Tát ngon lắm. Làm luôn. Cái đâu rồi? À, em đi gọng, em mời mấy anh nha. Xuống em chơi. Ờ à dạ ơi, xài với bánh bò với bánh gì á. Bánh gì không em không biết. Bánh bò đường thốt nốt nha đại gia đình. Vô rồi hả? Vô. Em mời mời nha. Vô. Vô đại gia đình ơi. Ở trên bờ anh em đi nhậu thì bị thổi nồng độ cồn quá thì mấy anh em xuống ghe nha cả nhà. Cứ mình xỉn thì mình tắt máy, mình thả trôi nha. Câu này nghe êm nhất nè. Mình thả trôi á, công an bắt lại nói em đâu có điều khiển đâu, em thả trôi về mà em đâu có lái. Nó chơi nha đại gia đình. Ghe hai xe gì cũng bị hết nha. Ờ mà lẩu vỏ thì nhậu rồi mình ghe bình thường là không gì đâu. Cái miếng xài nó ngon anh ơi. Bánh bò hả? Đặt mời đại gia đình thân thương nha. Uống ít chung rượu với anh em. Cảm mời cả nhà. Bánh bò. Ngon quá. Ủa, hết luôn hả? Hết luôn. Nè anh. Nè. Chấm vô. Thật ít thôi, nhiều quá vậy. Nhiều quá chấm cái nó hết cái chén nước cốt. Gừng. Ủa của em là gì ta? Mà em mua chú hộp. Đặt mời đại gia đình thân thương nha, cái này là dạ. Bánh bò mà đường bánh bò đường thốt nốt ở đại gia đình một chấm với nước cốt dừa mà một cái bự á. Dạ. Mời đại gia đình mà chú Cương là chú học ở đây á. Dạ dạ. Chứ anh biết không lúc trước em đi ấy em đi đâu em mua ở đâu em quên mất tiêu rồi mua người ta bán về vậy đó. Này lần đầu tiên là mấy anh em ăn bánh bò mà uống rượu nha cả nhà. Xài nữa, xài ngon lắm giòn. Xài có rồi. Mà bánh bò uống rượu mới làm lần đầu. Mới lạ chứ hả? Mới lạ. Để em ăn ăn ngồi đi. Đi lại hả? À, em đi đường này, ghé em đi đường nào cũng được chứ. Rộng lắm. Có không cần? Ngọt chứ không nhỉ? Mời cả nhà. 1, 2, 3, vô! Cần xin mời cả nhà nha. Mời đại gia đình. Mời đây anh ai? Mới 7 mấy 8 giờ sáng rồi đại gia đình. Ngồi giống trời sung rụng không? Anh em chú ý bữa nay đưa mấy anh đi chơi cả nhà. Rồi câu thì nãy hên rồi sáng mình dở dớn được mớ cá đó. Cá gì quên rồi coi. Cá điều hồng với mớ tôm. Cái chê. Nhưng còn có ăn nhỏ. Ăn rõ nhỏ rồi nữa. Ăn nữa người ta nhỏ. Mấy anh cũng dần đi câu rồi xuống giao lưu với Đạt chỉ cần đại gia đình. Mấy anh người nào cũng đầu bếp thứ dữ chân á. Nấu ăn ngon lắm nha đại gia đình. Để chút mấy anh nấu mấy món thì đại gia đình sẽ thấy. Mời đại gia đình. Ăn bánh đi anh. Ăn bánh đi Đạt. Làm hết tô luôn nghỉ. Vừa chiến. Còn cái bánh gì lạ anh. Cái bánh này lạ quá nha cả nhà, Đạt không biết luôn. Giống như cái bánh như gì, bánh tròn ẩm, bánh gì á. Bánh giống như bánh bèo hay bánh gì á? Bèo. Giống bánh bèo á. Giống bèo mà cái này làm bằng đường nhuyễn gì nó màu vàng. Đặc biệt đại gia đình. Mà bánh bèo làm không ngọt lắm, đồ mặn mà. Dạ.
Không anh, cái này sao ăn nó hơi có nhưng ngon. Nhưng mà nó đâu có làm ngọt, bánh bèo không có ngọt. Bánh bèo bánh bèo mặn không à. Ngon quá. Mấy cái có lộn nữa. Này đại gia đình. Chấm vô nha. Chấm này vô. Đó. Cái đầu đưa vô họng. Ngon không? Ngon. Ăn thử cái bánh này coi cần. Hả? Ăn thử cái bánh này coi. Nói dự qua muốn người hết rồi. Mời nè. Mời cả nhà nha. Ngon. Nó có cái nhân này nè. Ăn không á. Như cái xài luôn. Bánh bèo ăn với xài. Thử miếng đi anh. Ăn bánh đây. Có cái tâm đó. Mình có ghim dài hơn. Dạ. Dạ. Mình ghim nhiều dài hơn chắc mình làm 2-3 cái. Trời không sao đâu. Mua mình ăn rồi. Im mà ha. Dạ. Vô nhà luôn. Thôi vô vô vô. 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 Mời cả nhà nha. Mời đây gia đình. Trời ơi nó ngon. Không tới dưới chân luôn. Cái bình này 5-6 lít đặng là dữ lắm. Thôi. Uống ít ly thôi tại giờ nơi mình còn để mình câu đi rồi mình kiếm cái món này món kia thì mình làm cho nó ngon ngon xíu ha. Để mình uống nữa mình nghỉ luôn. Mình không có câu kéo gì nữa chứ. Nữa, mình bỏ cần câu luôn à. Rồi quay quay nghe cả nhà. Trời ơi lên coi. Cà chơn. Cà chơn cà chơn. Còn tôm gì dính cá với cha. Sáng giờ lên được tôm nhỏ với này cũng có con cá nữa là tại gia đình. Sơn à. Trời bác uống nước ngon lắm. Uy tín rồi đó chứ. Em rồi đó. Cũng ở xứ em luôn. Xứ em vợ xứ em. Có mấy mảnh ghé nhà ơi. Anh chạy bò thử chơi nè. Dạ mấy anh em mình câu tôm gắn câu tôm. Tôm. Có lẽ là lên sớm lắm rồi. Dạ. Xuống cái bộ, đầu bộ, vô bộ, vô bộ, vô bộ, vô cái xe em tại vì cái cano không có để dưới sông. Dạ, nó lọt ở dưới chiếc xe xuống sông hả? Lọt chiếc xe dưới sông. Hai anh ở Mỹ Tho cả nhà. Dưới cây lậy cả nhà ơi. Anh chạy lên cần chơi anh chạy chiếc ca cano. Chạy đường sông cũng xa lắm nha cả nhà. Mồi mà đủ xe rồi đó. Giờ tôi mấy anh em mình câu kiếm thêm nữa cả nhà ơi. Rồi mình nướng hay là bầu tạc để mấy ông anh ổng làm. Dạ. Dạ. Mình chạy dưới kia câu nữa. Câu chiếc này quá. Đi đã lắm cả nhà, đi mau tới lắm. Đi đạt xuống chở đi vòng à. Dạ dạ. Thôi đi đạt đưa đại gia đình xuống dưới này chạy vòng cho biết nha đại gia đình. Đi đạt tôi đây tôi câu nha. Nói chung coi mấy đứa em thì cũng thấy dễ thương. Dạ. Cũng chân tình. Em cũng chạy từ Cà Lậy lên đây để giao lưu chơi. Dạ. Có nhiều anh em bạn bè muốn xuống thì cần với Đạt cả nhà nhưng mà có phụ nữ có con nít nữa, Đạt với cần sợ lắm. Nói chung anh em ngầm nghề câu á, biết bơi biết này kia thì nó đỡ một chút. Mốt trang bị thêm mới áo phao. Dạ. Nhưng mà đều có cái với sao. Dạ. Nhiều khi người ta không có người ta không có biết bơi người ta sợ lắm. Đúng rồi. Có chuyện gì cái ta dồn lại bên nè. Để anh cũng quay bị miếng phim làm kỷ niệm ra. Dạ dạ. Em tưởng anh để vậy cho nó mát máy chứ. Không có. Em chưa đóng á. Dạ. Đóng lại thì nó im hơn anh. Nói chung thì từ dưới chỗ Cà Lậy chạy lên đây chắc khoảng cỡ 45 phút ạ. À. Tại vì này nó đi lẹ. Mà nó chắc là nó hao xăng ha anh Hoàng Anh. Hao. Thì
mà đi máy này nó 4 thì cũng đỡ. Dạ. Bữa hổm anh đi cái máy 85 á, nó hao xăng dữ lắm. Ở hai anh em đang ở sông Mekong nha đại gia đình. Ở phía này là ở đâu ạ? Phía này cạnh này hả? Cạnh này thì xuống chắc Sa Đéc hay gì đó. Còn dưới kia là Mỹ Thuận. Mỹ Thuận. Gần thì gần đường anh em. Hồi sáng nhờ ông anh đó đó, ổng chim cái cục cây giùm. Chim sao mà hút qua rớt rồi chim cái nó tụt vô, tại vì anh không có gài cái thắng tay lại. Chim cái đồ cái tụt cái luôn. Bỏ tay. Chứ thôi đáng lẽ anh lên nãy giờ cũng sớm lắm rồi. Có cần câu dưới đây nhiều lắm nha đại gia đình. Nhiều lắm. Chứ cũng cả chục mấy cần. Mười mấy cây cần luôn. Chú đó ổng chủ bè. Ơi được có con này cũng được lắm. Kéo lên cái nó bún sảy uổng dữ lắm rồi nha. Con cột dạ con tôm. Cái con này kéo lên là con tôm chứ không phải con cá. Ủa sao giống cá vậy anh tôm? Tôm. Trời ơi hai mắt đỏ ao luôn. Hai mắt đỏ ao luôn thằng đại gia đình. Nó mắt gì đâu nó ở sâu mắt đỏ dữ lắm. Mắt đỏ à. Đại gia đình thấy mắt nó cam lè luôn không? Đó. Nè, nó đỏ rồi. Giờ tôi không thấy luôn ta. Hả? Nó ăn ngầm ở dưới anh phải dở nó mới dính đó. Anh không dở là nó không dính. Đây giờ thấy không mắt nó cam đè luôn à. Ở sâu là mắt nó đỏ vậy đó. Cái này dạng như mà lớn lên thành gàn lửa nè, nó đó. Lửa. À, anh Hoàng nãy giờ sao anh Hoàng? Sao rồi Ní? Lu? Lu? Không có chuyện mà biết vậy đó. Sao nhậu là Ní vậy? Đói bụng hả anh? Đói bụng rồi. Chưa có nấu cơm ăn thì giờ mình nấu mì ăn trước. Hôm nay không biết có gì không đây. Quá trời luôn mình. Cảnh này luôn mình dưới. Tiếp thực lượm ăn không nè. Ăn mì tôm xíu rồi nè đại gia đình ơi, nó bụng rồi. Mì tôm mà trong có mì nó không có tôm. Dạ. Dạ. Mời đại gia đình thân thương nha. Ăn miếng mì rồi mình làm mồi cái nha. Sáng giờ mấy anh em chạy xa lắm mà, chạy Mỹ trên cầu Vịt Miễu xuống rồi đại gia đình. Ăn mì trước rồi ăn tôm sau nha cả nhà. Chứ mì tôm mà giờ bỏ vô mì gói này uổng quá, chúc mình làm món khác đại gia đình ơi. Gói này còn ăn nấu được. Dạ dạ thôi, em còn ngon thôi. Được không? Để đi mình đi hái cao nè Đăng ơi. Đi gọng tôm ảnh thì đừng muốn con chút nữa nhậu nha, anh đi hái bông một mình. Rồi, ok. Mấy anh em đi khai rau. Chuẩn bị Google Maps rồi nó có cái chợ nào đây không? Không, mình đi tìm cái này đi cho nó gần đó. Ở đâu? Chạy vô nó gần xịt đi. Thành là chạy mình. Mấy anh em đi kiếm bông lục bình với rau với mì nha cả nhà. Mưa cơn mộng chút hương nồng.
của người ta mua trên đó. Đánh cá mù trên. Chai bự á, chai bự anh. Của em là nổi luôn á. Dạ. Có chai bự không? Cái gì anh? Nước ngọt có chai bự không? Chai bự không anh? Lấy coca hay đó anh. Lấy hai chai bự chứ anh. Ừ, chút nữa mượn ảnh cái nồi cái nhà. Hai cần sáng đi cần không đem theo cái nồi. Nó làng chai vậy nha. Đi câu cá vậy? Dạ, tụi em câu tôm. Để cho mọi người gọi tính hết tiền nè chị. Tính hết nhiều tiền nè. Bự kia đi chị, cho mình bự đi. Rồi nhỏ thì nấu. Dạ. Lấy luôn á. Trời ơi, anh bỏ tiền hả? Lấy tiền nè. Ừ, cái nồi đó không được nữa. Cái nồi kia đi chị. Cái nồi có quay đó. Rồi, tại em ở dưới bè chứ nè, chứ nè. Thì lên YouTube là được rồi. Dạ, cái, okay. Cái kia đi, okay. Cái kia đi, cái bự nữa hả? Bự đó đó. Rồi, hai cái luôn chị, hai cái luôn. Một cái bự. Cái hả? Cái này nhỏ lắm, dạ, chỉ cái này đi. Rồi. Cái cỡ chị cầm là được rồi. Rồi, cái đó đi. Ok. Rồi, cái này. Cái dạ, dạ. Mày nó chục gói 50 ngàn, hai chơi tiếng 20, 70. Với hai cái này chị 836. Nhiệt tình quá, nhiệt tình quá. Rồi, em cảm ơn chị. Chúc em lại em trả cho chị. Chiếc ghe người ta đi câu đi này kia. Đi mưu sinh của bà con. Nhưng mà cái này là nước là nó, tức là khi mà nó sống là nó nhảy lên nha. Dạ. Nó hay cái chỗ đó đó, sống nó nhảy lên. Dạ, cần với anh Hoàng đi hai bông một bình. Coi như cái chừng nóc anh. Dê rồi. Bông quá trời, đại gia đình ơi. Bông ngon lắm. Đã. Đã. Cái này mới ngon dữ nè, cái này nó búp nè. Búp cái bông ngon. Ngon. Mình đi kiếm rau muống mà được. Dướng bình dướng lưới rồi đại gia đình. Dướng dịch dướng một đông một nồi lưới luôn rồi. Hoặc là cái kéo đó em cầm luôn. Thêm cái kéo xanh nữa. Có cái kéo kia kìa. Có cái kéo nữa trong đó. Rồi anh ơi. Nhiều lắm không cần. Nguyên một bó luôn rồi. Cứng ngắt vậy đây rồi làm sao. Hai anh xuống luôn rồi đây Định ơi. Móc lục bình ra trước cái cần. Lục bình quá trời dữ luôn. Được không cần? Được. Để cắt từ mới được. Mẻ luôn anh. Mẻ giờ sáng được dư trầu. Đưa kéo cho anh nè. Kéo không? Kéo kia kìa. Cái vàng. Cái vàng. Đây, em. Xong rồi nha đại gia đình. Quá. Wow. Cái gì nó cũng có cái nỗi khổ riêng của nó cả nhà rồi. Chứ nó phải chơi gì nó cũng sướng đâu. Bởi vì nhiều khi ra một cái clip cho mọi người xem á cũng không phải đơn giản. Đại Định ơi, giờ mấy anh em làm đồ ăn nha đại gia đình. Giang thì nhiệm vụ lặt rau à. Nhiệm vụ Giang bây giờ lặt rau, lặt bông này kia, lục bình này kia. Hai đầu kiếm chưa nè. Hai quần kiếm chưa nè. Mày nhảy xuống sông á. Món này làm cái gì anh giống này? Tôm chấm với bồ tạc. Rồi hành này mình ướm nước đá. À mình cái này nước đá nha. Hành đầu hành nè. Đầu hành là ướm nước đá. Tôm thì mình nặn chanh vô ha. Sốt thái hả? Làm cái nước sốt thái cay cay á. Dạ. Cái mình trộn vô cái mình chấm gói với cải bà xanh này nè. Dạ. Cái bà xanh này cái mình chấm bồ tạc. Càng mặn cá nha. Cá đều hồng dở đú sáng nè.
hai con bự với cá sơn câu với mấy con tôm, những cá lăn nhỏ này. Giờ mấy ông anh chuẩn bị làm mồi rồi. Rồi tôm này nghe cả nhà, tôm này mình chung anh em cũng câu chung nha. Câu được nhiêu đây là xong à? Nhiều lắm đại đình ơi, dở dế khá cũng cái tiếng á. Mấy anh không câu, câu thêm nữa. Cái này là câu thêm. Câu xong thì bây giờ mình làm cái này xương nhỏ. Dạ. Cái này cũng chắc cũng ký mấy 2 kg à. Ủa anh nào câu ta anh đây. Ờ, Dũng. Anh Dũng. 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 À, 2 3 kg tôm à. Nặng lắm đó nha, 2 3. Hai chứ mấy. Được cái kia tôi mặn rồi. Mấy anh em đang chăm chăm ngủ vô bình nha, đây đình. Dạ, em cho bắt con gót đi con, gót gì mà đứng bên. Dạ, gót, tóm cái này lên anh tóm, 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 tóm. Giờ bỏ cái thằng quay ăn mới ra hết thì đóng trắng hết thì rồi. Giờ cái này để anh lột ra, phải lột vỏ nha, để gia đình lột vỏ ra mình mới mình gỡ xong mình tay. Cái đó nó qua đời rồi, đâu còn đâu. Đầu tôm này mình làm gì cũng ngon, nướng hoặc là nấu canh bầu rồi nấu gì đó. Chua. Cái đầu nhúng mẻ luôn đi. Ờ để nhúng vô mẻ. Ê đã lòng chuyện tụi cái gỗ cá tự nhiên nấu chua đã. Rồi. Khoan để rửa lại. Cho anh rửa lại cái. Anh rửa lại nè. Anh đem đi hành như nó đủ đâu. Nó lột rồi đó, giờ mình lột lần thứ hai đó hơi khó. Không, cái này mình ướp lạnh xíu nó săn lại mình lột dễ. Đây nè, cậu vậy vậy được coi anh. Đừng đây. Vô góc này hả? Thôi, vô đây nè. Thôi được rồi anh, được rồi, đây mát rồi. Vô xíu nữa đi gần ơi. Dạ dạ. Rất ôm rồi nè. Anh thằng ơi, nó chìm luôn rồi, ông nội ơi. Đi lột chìm. Nè. Tôi mẹ. Lấy cuốn đổ pháo lên. Này phiền anh chúc anh cho em động vợ chút nha. Đâu rồi? Để anh trong nhà. Bạn ơi! Bạn! Chút nhậu chơi nha. Anh động nhậu nè anh. Trời ơi, trời bể thùng bụ anh. Lấy cái này nè quậy. Vậy cho nên gọt cái đủ vậy. Thì cho đủ đây gọt. Đây cái nước dế luôn. Cái này ngọt lắm anh ơi. Mình chua cá điêu hồng với đầu thơm. Cái đũa này cá này mình làm gì? Nướng miếng cá này nướng. Nướng để dễ lấy đổ bọt vô. Nướng. Thôi anh cho thêm chanh nữa rồi anh ơi. Chanh nữa nè anh. Ở miền Tây vậy đó đại gia anh ơi, mình thiếu cái gì bất cứ cái gì cũng vậy rồi. Mình xin mà ghe này ghe kia rồi bè người ta tí chưa xin nó nghe thôi là ta đem xuống ta cho dễ thương lắm. Mà xin tiền không cho nha cả nhà. Gì cũng cho chứ gì cũng cho. Có xin tiền là không cho thôi. Xin tiền là không cho. Sốt bột tôm, nước mắm, trong đây là có hành tím rồi ớt rồi tỏi nha đại gia đình, nước mắm tây đường. Được. Không làm ngọt nha, không chơi ngọt. Dạ. Chanh. Chú cha tương ớt kìa. Dạ. Ớt vô. Thì nhiều cây cây ngon anh. Nướng cá. À, vừa nó thôi chứ nó phải có này. À. Vừa này 50 này 50. Kia chứ nhiều quá nó không ngon. Chuông xứng mới được chứ. Anh thấy cái đồ này chất lượng rồi đó anh Dũng.
này nêm thêm còn hơi lạc nè. Hơi lạc không? À, hơi lạc. Đây, dớt hột ra vô. Quá ngon rồi. Quá ngọt luôn. Cái này bầu mà sắc vô. Canh chua bầu đúng không? Nhúng cơm mẻ. Rồi, đu. Có gì mời. Em mày đó, cay. Cay nha. Cay chua ngọt. Ăn mình chấm với bồ tạ. Dạ. Yeah. Cuốn em chấm, ăn biết được. Cuốn với cải xanh đó, cứ cải xanh cái chấm bồ tạ. Đi về mấy anh làm chứ mình cũng không biết phụ gì. Không biết mần cá luôn. Chấm cải xanh, chấm bồ tạ. Rồi. Chưa. Bây em ha. Quá ngon rồi đây gia đình ơi. Cho nó lúa qua cạnh lên nè. Mình nướng cá, cá này còng nhện nè. Cá này cũng như cá chê. Bỏ ra dọn đi, bỏ đi. Chia đi, chia đều qua đi. Bạn nó chia đều ra. Cái mẻ đó hả? Chén mẻ được chén này. Nước tương mù tạt nha đại gia đình. Mù tạt. Đây em à. Ngồi đây. Chấm đường luôn. Nè, đây chấm dĩa. Anh nghe chấm làm gì không? Đi qua sớm giờ cần với Đạt cũng dẫn mấy anh đi câu tôm một cá này trải nghiệm nè. Xin mời anh đi, anh em mình đi, phần nữa nha. Mình chúc tất cả anh em mình sức khỏe vào, cả gia đình mình sức khỏe vào, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vô anh đây, phần nữa. Vô cam em này coi. Dạ. Em tên Hoàng Anh, anh em tên gì? Lu. Lu hả? Dạ. Qua đã. Em uống từ từ nha. Biết dạ, làm dạ. Sao. Dạ dạ, rồi rồi ok. Anh trời ơi ngọt quá. Cái chua cơm mẻ nó ngon. Tôm này nè, cái mình để dạ. Vô. Để vô gì nè, đó. Dạ, dạ. Uống với gà cái này nè. Mời đại gia đình nha. Như nữa hả? Mời em với anh luôn đi. Uống chưa? Nữa hả? Nữa nữa chứ. Nữa đi. Sống vô. Mời đại gia đình, thân lương mình. Anh mời cả nhà gia đình nha. Anh em mình đi. Rồi. Chung thì cũng nó lên tới lỗ mũi. Cảm ơn Đạt với Cần, biết hai em cũng lâu rồi, dạ. Hôm nay cũng có dịp. Rau ngon. Đi qua nè. Cũng nha. Dạ. Cũng thèm rượu này của cô Út lắm. Dạ. Nè anh, ai ăn cá em bỏ ra cái dĩa nha. Cá tôm. Cho rượu này lạc chết ta. Dạ. Trời ơi giữ anh. Không ngon quá. Ừ, không biết nào xỉn. Dạ. Dạ. Biết là uống cái đường về không biết nữa. Cái này chắc cá này để trong này đi anh nè. Ờ gọi vậy nó mới. Ê chị quá nè. Có quá nè. Mình có ly rồi mà. Có không? Đây nè, gì cũng mới trúng. Trúng rồi nè. Ngon không? Anh lý quá cần. Sao vậy? Quá đã. Tao bữa nhà mấy ông anh ông làm tôm cái gì cái này cái gì bồ tạc số thái nè. Cần thử thử cũng có lục bình đó nè. Bỏ mì vô đi. Dạ dạ. Có mì anh. Mì để chén bắt cái xô để chén. À, vậy này cả nhà, vậy đó. Chén chai vô. Gói rồi. Không biết ăn thấy, đó giờ cần chưa ăn cả nhà. Mềm quá nhưng mà biết này, mềm. Này 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 này, chấm đây nè. Được nó mới cay. Ngon không? Cái mới của hành đó. Em nó vừa nhiễm nhiễm xuống quá. Rồi, hãy vô cái đi. Vô đi mời. Cả cả nhà gia đình nha. Không biết nó làm sao nữa. Thật sự ra thì ăn ớt không được. Ngon. Quá trời nồng rồi, ngon. Bồ tạc. Cũng vô. Ra nước mắt luôn. Cho mấy cậu sống vô. Cái chén của tao làm còn mấy chén này lẫn nhách nữa. Quá trời nó ra nước mắt luôn. Đó, đẹp. Ra nước mắt hay vậy nhỉ? Quá trời ngon. Này chưa đủ cái gì nữa. Ngon. Hơi bận chứ nhí. Giống như dân công vậy đó. Hả? Hết rồi chú ơi. Vô. Vô nè. Vô. Vô. Nữa. Để uống chút rồi tao uống với chú này cái. Dạ. Hai anh em mình. Anh luôn. Ngừng nữa hả? Ừ. Nữa thôi đừng nữa đừng nói biết nào hết 5 lít mày. Nữa rồi đó. Nữa ăn bút nguyên cái. Nữa từ từ đây tới tối mình lâu mà. Mình thiệt uống nửa mẻ rượu chưa? Ôi. Tôm nè. Ha họ rượu nè. Mẻ chưa? Miền Tây xâm nước. Quá trời ngon rồi. Ok. Cho gốc hành đây. Cho gốc hành. Chấm với một tí. Tương kẹp với gốc hành vô. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Chút nữa em làm luôn. Đây, tao gốc hành. Chấm bồ tạc luôn. Được. Đây, em gấp lên đây nè. Mời đại gia đình nha. Gấp đầu lên. Mời đại gia đình. Thôi à, này công 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 đầu bếp nha. Không thưởng vô đầu bếp mới được. Chưa vô.
Dài. Mời ra gia đình nha, cái này cũng lần đầu tiên đặt ăn nè. Sốt Thái với bù đạt với cây bay xanh. Đi lớn để cho này, cái này. Tôm mình câu ăn cho nó ngọt chứ trời. Dạ, chén của em rồi. Dạ đây. Đây. À. Dạ thì mời anh ấy cho nó nồng. Dạ. Nồng quá. Gì mà nồng vậy? Nó ăn. Nè. Tôm này, tôm. Cắn gốc hành vô. Tôi chủ cơm. Nồng nó cắn gốc hành vô. Dạ, hành đây nè, cũng hành trong đây nữa. Ăn luôn đi, quá trời gì nặng anh hai. Cần ăn này quen để gia đình ơi, Đạt ăn không quen à. Quen Đạt. Không quen. Nó nồng lên thôi. Nồng quá không? Tôm nó ăn quá. Sầu tôm nè, gia đình. Ăn đi trời. Sầu tôm mày nấu mẻ nha. Ăn tôm luôn á. Cái bình xuống thái hết rồi, giờ còn nấu. Ngon lắm, chấm nước mắm nè em nấu nhà. Phải mấy anh em biết mấy anh trước Đạt nấu nấu không quên em gửi cho anh lít nước mắm ngọt quá anh em lâu lâu mới gặp nước hai đây rồi muối cao bên trước đây. Dạ rồi là vô anh mì anh mì nha chén anh chén anh em gấp mì vô mì không chú ơi anh lấy em gấp anh lấy muỗng múc nó khó lắm gấp nè anh mì nè tôi đũa em dù sao cũng múc được miếng mới mì. Đưa. Có rượu cần ơi. Đây nè. Cái chai rượu đen. Này là đúng rồi, ăn mì tôm luôn rồi. Đây luôn. Cho đây mượn lại cái ly anh cần ơi. Hả? Rồi ok. Nè. Tốt luôn. Quá trời này. Cái giò này hay luôn. Cay cay quá cả nhà. Thao dấp. Ăn một miếng thì chịu nổi rồi. Để cần làm lại cái nữa đại coi. Nè, cái này quấn dưới cùng mấy luôn, dạ. Còn hành, dạ. Củ hành luôn. Đây vô đây. Cái này lục bình cay mới vô. Rồi củ hành nghe cả nhà. Củ hành dịu mới ngon đó. Vậy nè. Đúng cách đó. Mấy ông anh ổng làm cái này thằng mới ăn lần đầu tiên thiệt luôn à cả nhà ơi. Rồi anh vô nó vậy đó. Kệ mời. Bây giờ cần xin mời cả nhà gia đình nha. Cái này bộ tạ. Không biết cái này chắc nó cay hơn cái đắng. Ấy rồi. Không sao không sao, đợi chút mà. Cần mời cả nhà gia đình nha. Trong lúc vậy. Rau qua. Đông cuốn tuần cuốn thử vậy lại cần. Quá trời. Nè lên cuốn cho nè. Dạ. Cuốn cho nè. Ít bộ tạ thôi anh. Là cân chấm ít thôi ha. Dạ ít thôi. Ăn rồi đấy, để nó sạc không kịp sạc luôn. Cần quá. Không có ăn đừng thở. Dạ. Thở nó nồng lắm. Nồng. Hít hết vô luôn. Ngon quá. Anh Hoàng hồi nãy anh dặn nội công luôn, anh dặn nội công dữ dằn quá. Không rút kinh nghiệm rồi. Dạ. Tức là cái này nếu mà bị chặt á. Dạ. Cắn hành vô, cắn củ hành á, hút hành á. Hít hơi vô anh. Dạ. Hít vô. Cái cay nó khác với cái nồng nha. Đây, cay mà cảm ơn anh. Đạt nè. Chấm. Bao nhiêu cái tình thương của anh Lưu anh gói ghém cho Đạt lại gia đình. Dũng bỏ vô con mì nên Dũng. Mì cần. Dạ. Cần mì. Như mẹ. Cái lăn đu đỏ. Cái đó là lăn đu đỏ. Tự nhiên cũng về chứ mẹ. Chắc mời đại gia đình nha. Chưa về mẹ. Tụi đây chưa biết thận á. Ngon. Nó nồng dữ lắm. Ngủ luôn à. Có cộng hành nó dần lại. Dạ. Thiệt anh ơi, thiệt à. Anh nói đúng đó. Cộng dạ. Hành nó dần lại. Anh ơi. Anh là Dũng. Thôi mẹ. Rồi. Mai anh nha. Mai nhậu. Thôi mẹ. Rồi. Có. Nè anh, nè. Được rồi, để. Làm đi, làm đi, em chấm nước mắm rồi nó ngon. Anh Dũng ơi. Em với anh đi anh Dũng. Đâu? Em với anh Ly đi. Rồi ok. Dạ. Gót giùm em, tay em gót không được. Đây nè. Dạ. Đây nè, có hả? Này vui quá cả nhà ơi. Vui quá trời vui rồi. Dạ Đạt. Anh Dũng đứng trước kìa. Hành lộn với Đạt nha. Dạ. Cũng với bạn mới mình đi. Cảm ơn Dũng với anh luôn. Hai anh đầu bếp chánh hai món đặc biệt quá. Đặc biệt. Đó giờ thằng cũng mới ăn nha. Đại gia đình ơi, thấy giống như cũng như con cá cũng vậy mà con tôm cũng vậy, nhưng cái cách chế biến khác hết nha đại gia đình. Ngon lắm. Mua cái nước này mình ăn vẫn được không? Dạ, cơm mẻ. Ngon lắm. Ngon lắm. Cơm mẻ. Này là cơm mẻ. Đây em múc cho anh chén.
giống như canh chua thôi. Canh chua nhưng mà cái này là cơm mẻ, cơm mẻ anh nuôi cũng ngon lắm. Rồi, ok. Nó nồng hả anh? Nồng hả? Có gió mát nè, gió nó hơi mát mát một chút. Anh chổi lên gió đó. Bộ muốn ăn đồng hành đó. Ngon quá. Cá nguội dữ anh, cá nguội không? Cá nó có nguội không? Em chan miếng nước vô. Được, dạ, chan nước vô. Cái anh em đi bộ ơi. Vô, vô luôn. Ăn nửa luôn đi, còn muốn chia ai chia nha. Ngon này vô chứ trời. Tôm xong mà. Tôm xong mình sống vậy nó ngon ngon ha. Ăn tại tại. Ăn nhưng mà càng cá nhà gia đình nha. Có gì mà. Anh em đúng không? Dạ, vô. Đũa ông này đã, đũa đũa. Mày phải biết cái ghe nào nó kéo ngang mua mày về ký nha. Dạ. Không có nào ít lắm, nhiều khi cũng ít giống nhiều. Mình nhiêu đây, không anh, ít về mới ngon nè. Ít về nó ngon lắm. Mua chỉ chỗ cho mua. Không, mình về dư sức của tàu. Ngon đấy. Quá ngon à. Không nói, nó hết nổi à. Ra tiền nhà hay gì. Đấy đó, giờ em mới ăn không, mua đây. Cận còn cận nhiều lắm nhờ. Đâu nhiều. Còn chiều nay mà mẹ em mà sáng mà làm hết rồi, nay cúng mà. Ồ, dạ. Cúng gì? Đã mời mốt, mời mốt mà bữa nay bà nấu bà ăn hết rồi đâu còn. Vậy nào này nổi với trời là một lục bình. Hồi tối nay mình làm chừng nửa ký bao nhiêu? Đám hay gì? Dạ nhà em đám mời mốt anh. Em vỗ. Đúng quá. Là bà cúng lộn rồi. Dạ. À, đúng rồi vậy đó. Để quay cái câu kết thúc. Rồi. 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 Cả nhà gia đình yêu ơi, cần đãi mấy anh em vậy giờ cái nồi lẩu cũng gần hết rồi. Tôm suốt thái cũng hết rồi. Giờ tới. Ơi anh em. Hả? Rồi được. Giờ đu đủ chấm cơm mẻ. Mời cả nhà nha. Ngon rồi. À bây giờ phải nói chút ai làm món này. Ai làm món này em hỏi ai làm món này. Món này à, à, anh Lu chỉ cho đại gia đình biết là cái cơm mẻ mình nêm gì chổng để mình chấm nè. Anh muối đường có nước mắm không? Muối đường không? Muối đường. Muối đường không? À là nó ngon dữ dằn. Là cái món này anh Lu anh chế. Ớt nữa mà hết ớt rồi không? Dạ. Chế ớt. Muối chỉ muối với đường thôi không? À là xả mà hết mình ở đây có gì đu đủ này đu đủ còn giòn giòn sống nè. Món món vịt đó đủ giòn. Rồi ăn thử rồi cảm giác sao? Cảm giác sao? Làm lắm ngon dữ dằn lắm. Không biết anh nói vậy không biết cảm giác đây nè, bạn anh. Đó, tới anh. Nước ăn ngon dữ dằn. Nó vừa hơi chua chua mà nó vừa ngon. Ngon ngon quá ăn thử miếng anh. Ngon ngon. Em anh. Miếng dày dày cũng được, miếng nặng được. Sút vô sút. Ngon lắm anh. Ngon vô. Nặng vô á. Đó, đó đúng rồi, đúng rồi, quá rồi, quá vô. Dạ dạ, rồi. Anh cứ làm thôi. Nhảy nhảy là bộ tôi tắm cái. Mẹ nó ngon lắm đâu gì sút sút. Dạ. Ừ vậy đó ăn. Đấy. Ngon quá. Lấy chưa em miếng nữa đi. Dạ làm miếng nữa anh. Rồi ok. Cái chuyện hết. Mẻ mà chấm ăn cái này. Xin chinh kết thúc video đây nha. Mình chúc cả nhà mình sức khỏe vào gặp nhiều món may mắn trong cuộc sống cả nha. Xin chào cả nhà nha. Rồi chào đại gia đình nha. Chào nha. Cái bè ơi. Bởi nhớ bởi thương mà ta đi không nỡ nhớ chiếc cầu thương giá đêm qua.